Chào các bạn, rất vui mừng chúng ta lại được gặp nhau trong video tiếp theo của tôi trên kênh Sức Khỏe Hạnh Phúc. Nào quý vị thân mến, và trong cái video này thì tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn một ít quyển sách rất là hay. Ở trong cái quyển sách này nói rất nhiều các cái cách chữa bệnh, từ những cái bệnh mà đơn giản cho đến những cái bệnh mà tưởng chừng như Tây y không chữa được nhưng mà Đông y vẫn chữa được. Giống như cái tiêu đề của cái quyển sách này, đây là những cái bài thuốc không tốn tiền mau khỏi bệnh. Chúng ta xem như này, ai cũng làm bác sĩ gia đình được để chữa bệnh cho chính mình và cho người khác. Đây là sách của nhà thuốc Thiên Ân, thì Tây y không chữa được mà Đông y chữa được. Sách này quý hơn vàng. Thì chúng ta xem cái tựa đề của cái quyển sách, tác giả Lương Y Nguyễn Văn Quỳnh, địa chỉ số 69 Yên Đỗ, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là một quyển sách mà tôi đã tải được ở trên mạng. Nói chung những cái quyển sách này là tôi đã được người thân bạn bè cho tôi cách đây được 5 năm rồi. Thì đây chúng ta có thể là đọc qua, đây là cái trang ở cái dạng Facebook. Đây, ta có thể là xem qua đây này, nói rất nhiều những cái cây thuốc mà quanh chúng ta có rất là nhiều. Ví dụ như cây rền gai, đây người ta coi đây là một loại thuốc tiên, là thần dược. Đây cây rền gai là cây rền giống như cái cây rền mà ta ăn, vẫn ăn hàng ngày, chỉ khác là nó có gai. Thì cây này thì hầu như là ở địa phương nào cũng có, trị các cái bệnh như là sạn mật này, sạn thận này, sạn bàng quang, sạn đầu gối, gai sinh sống, gan mật, vân vân. Thì đây có tất cả là 16 trang. Thì đây nó rất rõ, ghi rất rõ các cái cách làm là như thế nào rồi. Các bệnh về cao huyết áp này, viêm khớp đầu gối cổ tay, vân vân. Thì các cái bài thuốc rất đơn giản thôi, tuy nhiên nhưng mà nó lại có cái hiệu quả rất là cao. Bằng các cái cây rau rền gai này, rồi các cái quả chanh mà chúng ta ăn hàng ngày. Đấy. Đây, cách làm này, lấy thân và cành cây rền gai cắt thật ngắn ra từng khúc để cho mau nhừ, vân vân đấy. Rồi vỏ chanh, vỏ chanh là thuốc tiên, cũng là thần dược. Cái vỏ cái quả chanh mà ta hay ăn hàng ngày đấy, nó cũng được mệnh danh là thuốc tiên. Đối thì cái cách làm như thế nào thì trong đây cũng nói rất là rõ. Vỏ chanh trị rất nhiều bệnh, vỏ chanh là đổ bỏ đi mà nó là dược liệu chữa được nhiều bệnh, rất nhiều bệnh. Thì cái quyển sách này thì tôi sẽ để dưới cái phần mô tả của video. Nếu như mà ai có nhu cầu cần có cái quyển sách này thì hãy xuống cái phần mô tả, chúng ta click vào cái phần mô tả dưới video của tôi thì để tải cái quyển sách này về. Đây này, mở bọc tim, bọc gan này, rồi viêm bíu, u sơ, u nan này, vết bao tử nặng này, đau bao tử nặng này, rất là nhiều. Thì đây có những lá dâu tằm này, trị táo bón có kết quả vô cùng này. Ở trong này có rất nhiều các cái bí quyết để chữa bệnh những cái bệnh nan y, tức là những cái bệnh mà khó chữa. Tuy nhiên thì ở trong cái quyển sách này đã ghi rất rõ các cái cách mà chữa bệnh rất là đơn giản. Đây ta có thể là từ từ để ta xem qua cái nội dung của cái quyển sách này. Tuy nhiên thì nếu quý vị muốn đọc chậm rãi hơn thì ta có thể là ta tải cái quyển sách này về để ta đọc. Cái quyển sách này tôi sẽ cho các bạn là miễn phí để tải về. Này, nhức răng này, đây vân vân. Đây thì các cái phần này, các cái phần nói về các cái bệnh tật đây. Từ các cái bệnh nặng cho đến bệnh nhẹ thì hầu như trong này là nói rất là đầy đủ, và kể tất cả các cái loại cây thuốc ở xung quanh chúng ta, những loại cây rất đơn giản.
ai cũng có thể là lấy được, ai cũng có thể là làm được. Ở đây có tất cả là 15 trang. Đó. Đây, ai muốn làm việc từ thiện bác ái thì lấy sách này mang đi in rồi phát cho mọi người tại các nhà thờ, các chợ, các chùa, cho mọi người được biết bài thuốc không tốn tiền mà kết quả mỹ mãn, để đem lại vui tươi và hạnh phúc cho mọi người, nhất là người nghèo. Cầu chúc mọi người tươi vui, mạnh khỏe và bình an. Đấy, cuốn sách này rất là hay. Tôi đã có rất là lâu rồi, tuy nhiên là hôm nay cũng mới có cái điều kiện để chia sẻ cho mọi người cái cuốn sách này. Thì ta có thể xuống những cái phần mô tả của video để ta tải cuốn sách này về. Khi mà ta click vào cái đường link dưới phần mô tả thì nó sẽ ra cái trang như thế này để chúng ta xem lại đây. Chúng ta kéo xuống đường dưới nhé. Ở trên này là những bài thuốc không tốn tiền, đây là cái trang đề bài. Thì kéo xuống đường dưới thì chúng ta sẽ thấy ở dưới này có chữ continue đây. Thì chúng ta bấm vào đây. Chúng ta bấm vào cái chỗ này nhé. Đấy. Bấm vào này thì nó sẽ đưa chúng ta đến cái trang chính thức như thế này. Thì chúng ta thấy ở chỗ này có cái mũi tên xuống, thì chúng ta sẽ bấm vào đây để chúng ta tải cái quyển sách này về. Là chúng ta sẽ tải được đây. Chúng ta sẽ bấm. Đây, chúng ta sẽ tạo một cái tập tin zip. Chúng ta bấm vào đây để chúng ta tạo cái tập tin. Đây. Đấy, chờ để cho khi mà tạo xong cái tập tin này thì chúng ta sẽ tải được về. Đây, sau khi mà làm xong rồi thì chúng ta sẽ bấm vào tải xuống tệp zip ở đây. Đấy, như thế là ta đã được. Đã xong về rồi ta sẽ giải nén ra thì ta sẽ có được cái quyển sách giống như tôi đang có. Đấy, cái quy trình rất là đơn giản cũng rất là nhanh. Thì đây là một cái quyển sách rất hay. Và mong rằng với thông tin này sẽ giúp ích được cho quý anh chị rất nhiều trong cuộc sống của mình. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.